đầu tiên là chào Vinh chào cả nhà nha, chào cả nhà đến với uh, video ngày hôm nay nha. Rồi uh, lời đầu tiên là phương chúc cả nhà thành công trong niềm đam mê la, đam mê nấm của mình nha. Rồi cái chúc cả nhà thành công uh, trong uh, thành công. rồi Chúc cả nhà sức khỏe luôn nha. Rồi hôm nay phương vô các đơn hàng đây cả nhà. Rồi đầu tiên đó chính là uh, mèo nấm bào ngư xám nha cả nhà. Mèo nắm bào ngư xám. đó Mèo nấm bào ngư xám phương nhận giao hàng toàn quốc nha, phương nhận giao hàng toàn quốc cả nhà, ai mà đặt hàng thì cứ liên hệ tới số điện thoại của phương hoặc là kết bạn zalo với số của phương nha, kết bạn um, ai đặt hàng liên xin liên hệ tới số 03747440446 nha cả nhà, rồi mèo nắm bào ngư trắng, Đó. mèo nắm hoàng đế nha cả nhà, Đó. rồi tới um, uh, phôi phôi nấm bào ngư xám, phôi nắm hoàng đế Bạn này cả nhà này, ai mà trồng cả nhà coi này bảo ngư sám mà phương treo lên nó tự ra này cả nhà thấy chưa cả nhà thấy đạt chưa đây phương chỉ đặt có ba lỗ thôi cả nhà nó ba lỗ thôi à, cả nhà nha ai mà ở thành phố cả nhà muốn không có đất trồng cả nhà rồi cả nhà muốn ăn nắm sạch đó cả nhà cứ mua về cả nhà treo ở trong nhà phòng tắm cũng được à, treo chỗ nào thoáng mát được treo trong phòng tắm là ok cũng ok nha cả nhà đó nó cứ ra thế này là cả nhà anh thôi à, anh anh luôn cả nhà rất là tiền luôn nha cả nhà ai ở thành phố thì cả nhà mua về nhà trồng nha đó rồi Tới uh, chai dinh dưỡng nha cả nhà Chai dinh dưỡng Phương đảm bảo phần 100% là không độc hại nha 100% nó không độc hại Rồi tới nhiệt kế đo mô nha cả nhà Cái nhiệt kế đo mô Ai um, cái cây này là cả nhà Bác buộc phải xài trong nghề nắm nha cả nhà Nắm rơm là cả nhà phải xài cái này để cả nhà um, đo nhiệt mô nha Rồi tới cái đồng hồ đo nhiệt trại với độ ẩm của trại nó Chỗ Phương đang ba mấy độ, ba ba, ba bốn độ, ba độ Nóng cực nóng quá cả nhà này Rồi cái đồng hồ đo nhiệt trại nha cả nhà Rồi mèo nắm, lên, meo nắm rơm Đây cả nhà mịt to rơm mịt nhỏ nha cả nhà rồi phương có đủ hết nha cả nhà phương nhận giao hàng toàn quốc cho cả nhà luôn nha cả nhà phương nhận giao hàng toàn quốc nha ở đâu phương cũng giao được nha cả nhà video nào phương cũng nói mà à, có khách gọi tới cứ hỏi gửi ở đây được không gửi ở kia được không nha cả nhà phương nhận giao hàng toàn quốc Ừ, cả nhà nhận hàng kiểm tra hàng rồi cả nhà mới thanh toán tiền cho uh, bưu tá nha cả nhà cứ yên tâm đó, rồi cho phương kết thúc video đây nha cảm ơn cả nhà đã ủng hộ phương trong thời gian qua nha cả nhà ai đang coi video mà chưa đăng ký kênh thì cả nhà đăng ký ủng hộ phương nha rồi phương chào cả nhà nha